Em máy báo hai dung này, con nai này em nhá. Mở ra con nai này. Ok, có hai con nai này. Có hai con nai, một con tôm. Đấy, máy báo rất chuẩn. Đồ mới này anh em yên tâm, anh em xuống tiền anh em chắc chắn luôn là chiến thắng 100% anh em nhá. Đấy, máy trả kết quả dung hai vẫn có hai con nai nhá. Đấy, có con nai này. Xin chào tất cả anh em. Một khi anh em đã vào xem video clip của tôi thì chắc chắn luôn là anh em đã thua tha rất là nhiều. Hiện nay vào cái thời buổi công nghệ 4.0, người khôn của khó, nhưng vẫn còn rất là nhiều anh em có ý định là đi vay lãi, anh em cắm nhà, anh em cắm xe để anh em vào sân chơi như là sóc đĩa, tài xỉu hoặc là bầu cua. Đấy, anh em nhằm là gỡ gạt những gì anh em đã mất bằng cách là đánh xanh chín. Đấy, thì chắc chắn luôn là anh em phải hiểu một cái triết lý, đó là cờ gian bạc lận, đó là muôn thuở anh em ạ. Chỉ có người khôn, người ta mang người đi những cái đồ bịp cao cấp để người ta bịp anh em thôi. Đấy, mặc dù là vào sân chơi anh em đã kiểm tra là thau là đĩa là hột rất là xanh chín rồi, nhưng cuối cùng cái kết anh em vẫn thua tha và mất trắng tay như bình thường anh em ạ. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho toàn thể anh em một cái bộ đồ chơi bầu cua bịp cực kỳ đẳng cấp. Bộ đồ chơi này đi chơi thì chỉ cần một mình anh em chơi thôi, không cần phải hai người anh em nhé. Thì anh em không cần phải chuẩn bị như là thau là đĩa là hột bịp, tất cả những cái này đều là xanh chín hết. Anh em chỉ cần biết cho tôi một điều là hiện tại các tụ điểm mà anh em chơi người ta chơi bằng hột gì, hột xốp, hột giấy hoặc là hột tre đều được anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và giới thiệu cái bộ đồ này. Thì phía trước màn hình anh em đang quan sát đây là bộ thiết bị sản phẩm có tên gọi là con máy B28. Thì máy này được làm từ 9 mắt camera có chiếu tia laser hồng ngoại để giúp ghi nhớ cái mặt bầu cua tôm cá vào trong máy. Khi mà nhà cái hoặc là anh em sóc cái á, có mặt này ngửa lên trên thì máy nó sẽ trực tiếp báo rung về cho anh em. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi vào và thử đồ trực tiếp để cho anh em cùng xem, để cho anh em dễ hiểu về nguyên lý hoạt động của bộ đồ này. Đấy, thì trên đây nó là bộ sản phẩm là hột bằng giấy anh em nhé. Anh em sẽ chọn cho tôi ngẫu nhiên một hột này. Anh em sẽ sử dụng máy này, anh em bật nguồn lên này. Bên này nó có nút công tắc bật nguồn, anh em bật nguồn lên. Sau đó anh em sẽ sử dụng máy này, anh em quét này. Anh em sẽ bấm vào đây anh em quét. Anh em sẽ quét trực tiếp cho tôi một mặt ở trên này. Đầu tiên tôi sẽ quét ở đây, tôi chọn mặt bầu này. Tôi sẽ chọn mặt bầu. Đấy, sau khi mà máy quét xong rồi, máy sẽ báo tít một tiếng. Nó sẽ nhận diện xong cái mặt bầu này. Tiếp theo anh em chuyển sang mặt thứ hai, đó là mặt nai này. Anh em bắt đầu quét này. Anh em quét cho tôi tầm 2 đến 3 giây này, máy nhận diện xong máy sẽ lập tức báo tiếng tít thứ hai. Đấy, thì bây giờ nếu như mà nhà cái hoặc là anh em sóc cái xong mà có mặt bầu ngửa lên trên, máy sẽ báo rung 1. Nếu như có mặt nai ngửa lên trên, máy sẽ báo rung 2. Thì dựa vào cái tiếng rung này thì anh em sẽ chiến thắng 100% anh em nhá. Thì bây giờ tôi sẽ bỏ cái hột này ra bên ngoài, sau khi quét xong rồi, tôi sẽ lấy những hột này ngẫu nhiên này. Đấy, tôi sẽ sóc lên và lấy ngẫu nhiên 3 hột. Đấy, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 3 hột để lại. Đấy, tôi sẽ sử dụng 3 hột này để đánh thử để cho anh em cùng xem này. Đấy, máy tôi để đây để cho anh em cùng nghe và anh em cùng cảm nhận tiếng rung của nó nhé. Bây giờ bắt đầu tôi đi vào tôi sóc thử để cho anh em cùng xem. Sóc này. Máy trả kết quả không rung anh em nhé. Trong này sẽ không có bầu, không có nai. Máy trả kết quả cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Hai con tôm, một con cua này. Tôi lắc tiếp cho anh em xem. Máy trả kết quả rung 1 anh em nhé. Rung 1 có bầu này. Mở ra có một con bầu này, bầu tôm cá này, có bầu anh em nhá. Lắc tiếp này, máy trả kết quả rung 2 này, trong này sẽ có một con nai này, máy mở ra có nai cho anh em đánh này, nai tôm cua này, đấy, máy báo cực chuẩn cho anh em này. Lắc tiếp này, máy trả kết quả không rung, sẽ không có bầu, không có nai. Đấy, những cái tiếng này thì anh em không xuống tiền anh em nhá. Đấy, lắc tiếp này. Đấy, máy báo hai rung này, con nai này em nhá. Mở ra con nai này. Ok, có hai con nai này. Đấy, có hai con nai, một con tôm. Đấy, máy báo rất chuẩn. Đồ mới này thì anh em yên tâm, anh em xuống tiền anh em chắc chắn luôn là chiến thắng 100% anh em nhá. Đấy, máy trả kết quả rung hai vẫn có hai con nai nhá. Đấy, có con nai này. Đấy, máy báo rất là chuẩn luôn. Đấy, tôi lắc tiếp cho nó xanh chín này. Máy trả kết quả rung 1 này, sẽ có bầu ở trong này. Đấy, có bầu này. Mở ra có bầu anh em nhé, có cả bầu, có cả nai này. Này, máy kết quả vẫn chính xác 100%. Bây giờ tôi cầm trên tay để tôi cho anh em xem là khi mà đánh một mình này, không ai nghe được tiếng rung anh em nhé. Lắc này. Máy trả kết quả không rung này. Trong này sẽ không có bầu, không có nai.
Đấy, không bầu không nai anh em đấy. Này máy trả cái quả rung một này, chắc chắn là trong này sẽ có một con bầu anh em nhé, có bầu này. Đấy, mở ra là bầu cua tôm này. Đấy, tôi lắc tiếp cho anh em xem, tiếng rung cực kỳ êm, không ai phát hiện được đâu anh em ạ. Máy trả kết quả rung hai này, trong này sẽ có nai anh em nhé, mở ra này, con nai cua tôm này. Đấy thì qua một vài tiếng thử, khi mà tôi cầm ở trên tay này anh em có thể thấy rằng là không ai nghe tiếng gì anh em nhé. Anh em để ở trong người không ai biết, đấy, chắc chắn luôn là xong trận bạc. Anh em cầm tiền ra về không ai biết là anh em bịp bằng đòn gì anh em ạ. Đấy thì những anh em nào mà đang quan tâm, anh em đang cần một bộ đồ để anh em đi đánh bầu cua, để anh em bịp tất cả các sòng các sới, từ sới to cho đến sới nhỏ, thì anh em hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Đấy, khi mà anh em đến cơ sở của tôi anh em thử đồ, anh em có thể mang thau, mang đĩa, mang hột của anh em đến, tôi sẽ thử đồ này trực tiếp cho anh em cùng xem, đánh cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhá. Một bộ đồ cực kỳ đẳng cấp, bịp không ai biết anh em ạ. Thì cơ sở nhà tôi có hai địa chỉ, một là anh em đến bến xe Mỹ Đình ở miền Bắc, hai là anh em đến bến xe miền Đông ở Sài Gòn để anh em thử đồ. Đấy, khi thử đồ thì anh em cứ mang đồ của anh em đến anh em thử đồ thoải mái. Đấy, có gì anh em giao lưu với nhau để tôi giới thiệu cho anh em về tất cả các bộ đồ bịp cao cấp nhất về môn chơi sóc đĩa, bầu cua và tài xỉu anh em nhé. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Xin chào tất cả anh em. Thì trước khi vào giới thiệu cái bộ đồ chơi mới về môn chơi đánh bầu cua, tài xỉu và sóc đĩa, thì anh em để ý là tôi sẽ bật cái đồng hồ dây này lên để cho anh em kiểm chứng đây là một video hoàn toàn xanh chín, không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Thì chuẩn bị vào dịp lễ Tết Xuân, đây là một cơ hội rất là tuyệt vời dành cho những anh em nào thua tha về môn chơi sóc đĩa, bầu cua và tài xỉu. Anh em có thể lấy đồ về để anh em gỡ gạc và lấy lại tất cả những gì anh em đã mất anh em ạ. Và thời buổi bây giờ mà vẫn còn có những người, những anh em xác định cầm tiền đi đánh cờ bạc xanh chín, thì chắc chắn luôn anh em sẽ là những người thua tha, không bao giờ thắng được, không bao giờ gỡ gạc được. Bởi vì thời bây giờ rất là nhiều cáo, đơn giản nhất là người ta chỉ cần sử dụng đồ bịp để qua mặt anh em thôi, không có chuyện là cờ bạc xanh chín đâu anh em ạ. Thì trong suốt thời gian vừa qua có một số anh em đã từng đánh cái bộ đồ chơi đánh bầu cua bịp, nhưng anh em thấy được rằng là cái tỷ lệ xác suất chuẩn xác của nó không cao và không được chính xác. Đấy thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến cho toàn thể quý anh em, đó là con máy V28 hàng thửa tôi lấy trực tiếp bên Macau về. Thì bên trong con máy này nó sẽ là một bản mạch giúp báo rung, ghi nhớ màu quân vị, báo rung lên cho anh em biết. Đấy, khi mà nó đã tiếp nhận được quân vị rồi thì nó sẽ báo lên cho anh em biết là bên trong thau, trong đĩa nó sẽ là mặt gì anh em ạ. Đấy, đi chơi cái đồ này thì anh em chỉ cần cầm duy nhất chiếc máy B28, còn lại thau, đĩa và hột hoàn toàn là xanh chín, của ai cũng được, của chủ sân chủ sới đều được anh em nhé. Anh em chỉ cần xác định luôn cho tôi này là tại sòng sới của anh em người ta chơi bằng quân vị gì, quân hột xốp hay là quân hột giấy hay là quân hột tre. Anh em quét cho tôi từ nhà trước, quét là quét quân vị của anh em, còn chơi là chơi quân vị của người, của chủ sân, của chủ sới, của ai cũng được anh em nhé. Thì bây giờ không để anh em chờ lâu, tôi sẽ đi vào và test thử luôn về cái độ hiệu của hạ cũng như là cách chơi cái bộ đồ B28 này anh em nhé. Về khoảng cách thì con máy B28 cho đến quân vị là 3 mét quay đầu, thoải mái xa anh em ạ. Mặc dù là cái người ta ngồi ở xa, anh em vào chơi hoặc là anh em đứng ở trên anh em thả tiền, anh em vẫn có thể chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Đấy thì đầu tiên anh em sẽ lưu ý này, máy này là máy chơi bằng pin sạc. Đấy, sạc đầy thì máy đánh rất là khỏe anh em nhé. Sẽ có công tắc on và off này, thì anh em bật nút on lên này. Sau khi mà anh em bật nút on lên, anh em sẽ để ý là các mắt camera hồng ngoại nó đã hiển thị phát sáng. Thì bây giờ đây sẽ là một hột vị mà anh em chuẩn bị trước từ nhà này. Còn đây là vị của sân của sới anh em nhé. Hột vị chuẩn bị trước từ nhà, anh em thường xuyên đánh mặt nào hoặc là anh em kết mặt nào, anh em quét cho tôi này. Đây sẽ có nút quét anh em nhé, nút quét này. Anh em quét tôi này, anh em đưa dần sát mặt hột vào đến camera. Ví dụ tôi thích mặt bầu, tôi quét mặt bầu. Trong khoảng từ 3 đến 5 giây, máy phát hiện và ghi nhớ được mặt bầu thì nó sẽ báo tiếng tín hiệu này, tít một tiếng thì máy sẽ báo rung một nếu như có mặt bầu ngửa lên trên. Tiếp theo là tôi sẽ quét đến mặt cua. Đấy, tôi sẽ quét mặt cua nữa. Đấy, quét mặt cua đưa sát để cho camera nhận diện được mặt hột quân vị anh em nhé. Nó sẽ báo tít tiếng thứ hai, tức là nếu có cua thì máy báo rung hai. Đấy, đánh rất là đơn giản thôi. Đấy, nếu có bầu thì rung một và nếu có cua thì rung hai. Đấy, hột này quét từ nhà xong rồi anh em để ra bên ngoài, anh em để ở nhà. Còn bây giờ tôi sẽ để máy xuống đây này, tôi chọn ngẫu nhiên tất cả các hột này, chọn ngẫu nhiên 3 hột để đánh thử cho anh em xem. Đây, tôi có chọn ngẫu nhiên này. Đấy, không hề có sự xếp đặt từ trước anh em nhá, chọn ngẫu nhiên 3 hột và anh em để xa cái hột này ra nhá.
Đấy, bây giờ tôi sẽ để cái máy này ở trong bát để cho anh em cùng nghe được tiếng rung của nó. Tôi nhắc lại này, có bầu thì rung một, mà có cua thì rung hai em nhá. Tôi để trong cái bát để cho anh em nghe và anh em cùng biết được cái độ chuẩn xác của đồ này. Còn nếu như anh em đúc ở trong người thì máy nó báo rung cực kỳ êm, rất là êm. Đấy, không ai phát hiện được. Anh em có thể đúc túi quần, túi áo, để bả vai, để trong người, để ống đồng đều được hết anh em nhá. Đây, bây giờ tôi sẽ đi vào và sóc thử luôn để cho anh em cùng xem này. Tôi sóc tiếng đầu, tôi sẽ lắc nhiều anh em nhá. Máy trả kết quả rung một, bên trong chắc chắn có con bầu anh em ạ. Tôi đánh 5 triệu vào bầu tiếng này. Đánh 5 triệu mở luôn. Đấy, một con bầu này, bầu tôm cá này. Có con bầu đây anh em nhá. Máy nó báo thì không bao giờ có chuyện sai được. Bản nâng cấp nó báo cực kỳ chính xác luôn anh em ạ. Máy vẫn trả kết quả rung một anh em ạ. Chắc chắn bên trong nó có bầu. Mở ra luôn cho anh em xem. Đấy, tôi đánh tiếp 10 triệu bầu này, mở luôn. Đấy, có con bầu này. Bầu tôm. Đấy, có con bầu anh em nhá, con bầu này. Lắc tiếp cho anh em xem. Máy trả kết quả không rung. Đấy, tiếng này tôi sẽ đánh xanh chín. Đấy, tôi thả tiền nhẹ để tránh nghi ngờ anh em nhá. Tôi thả tiền nhẹ này, mở ra này, không có bầu, không có cua này. Ok chưa? Đấy, tôm cá anh em nhá, tôm cá không có con bầu, không có con cua thì máy sẽ không có rung. Tôi lắc tiếp cho anh em xem. Máy tiếp tục trả kết quả không rung anh em ạ. Máy trả kết quả không rung thì bên trong nó sẽ không có bầu và không có cua. Tôi tiếp tục đánh xanh chín tiếng này. Đấy, mở ra chắc chắn luôn là sẽ không có bầu và không có cua. Đấy, hai con gà và con cá anh em ạ. Máy trả kết quả cực kỳ chính xác cho anh em. Máy trả kết quả rung hai anh em nhá. Máy trả kết quả rung hai sẽ có cua. Tiếng này tôi đánh 20 triệu vào cua. Tôi đánh tất tay 20 triệu này. Đánh 20 triệu vào cua luôn này. Mở ra này. Đấy, hai con cua anh em ạ, hai cua một cá. Đấy, máy nó báo quá chuẩn luôn anh em nhá. Anh em nào thua tha có máy này chắc chắn luôn, gỡ lại tất cả những gì đã mất luôn anh em ạ. Máy trả kết quả không rung, máy trả kết quả không rung thì tiếng này tôi sẽ đánh xanh chín. Đánh xanh chín tiếng này, đánh nhẹ tiền. Mở ra này. Mở luôn để cho anh em xem luôn. Đấy, tiếng này không có này. Đấy, thì bây giờ em sẽ để cái máy này ở trong người để cho anh em biết được rằng là nếu như để trong người thì rung sẽ không phát hiện được, không ai biết được anh em nhá, mà chỉ duy nhất anh em biết thôi. Em để trong người và anh em đánh trực tiếp để cho anh em cùng xem này. Đây, để trong người đánh này. Máy trả kết quả không rung anh em ạ. Máy trả kết quả không rung thì tôi sẽ đánh tiếng này xanh chín giải rác 50-100 nghìn, đánh giả bạc luôn anh em nhá. Giải rác 50-100 nghìn. Đấy, khi mở ra anh em nhìn thấy là hai con cá một con nai, không có bầu và không có cua, máy sẽ không trả kết quả anh em ạ. Máy nó báo quá chuẩn luôn anh em ạ. Máy trả kết quả rung một, ở trong này sẽ có một con bầu. Tiếng này tôi đánh 10 triệu vào bầu. Đánh 10 triệu bầu tiếng này anh em nhá. Đánh 10 triệu bầu luôn này. Tự tin đánh 10 triệu bầu luôn, có rung một đánh bầu luôn này, bỏ luôn. Một con bầu, một con nai, một con gà anh em nhá. Có bầu là máy sẽ trả kết quả rung một. Máy báo quá chuẩn chỉnh luôn anh em nhá. Máy trả kết quả rung hai, trong này sẽ có cua. Tiếng này tôi đánh tất tay vào cua tiếng này. Tôi đánh 100 triệu cua tiếng này em nhá. Đánh 100 triệu cua tiếng này. Đấy, mở ra một cua hai cá anh em ạ. Anh em quan sát này, đồng hồ dây vẫn đang chạy nhá, không hề cắt kép, không hề chỉnh sửa anh em ạ. Máy trả kết quả không rung, máy trả kết quả không rung thì đánh xanh chín giải rác giả bạc tiếng này luôn này. Đánh giải rác 50-100 nghìn tiếng này. Mở ra sẽ không có bầu và không có cua anh em nhá. Mở ra thì chắc chắn không có bầu và không có cua. Hai con cá một con tôm anh em nhá. Đấy, khi mà anh em chơi xong rồi, anh em sẽ tắt máy đi giúp tôi anh em nhá. Anh em tắt máy đi này. Đấy, thì qua những cái tiếng bạc mà tôi sóc cái, tôi thử cho anh em xem thì anh em sẽ thấy được rằng là con máy B28 này nó báo cực kỳ chuẩn, bởi vì đây là bản nâng cấp cao cấp nhất hiện nay. Đấy, anh em lấy thì nó báo cực kỳ chuẩn cho anh em. Đấy, thì những anh em nào thua tha, anh em có thể liên hệ trực tiếp với hotline trên số màn hình. Đấy, sau đó là anh em có thể đến cơ sở của tôi ở khu vực phía Bắc và khu miền Nam. Khi mà anh em đến, anh em có thể mang thau, mang hột, mang đĩa của anh em đến, tôi sẽ thử thực tế mắt thấy tai nghe cho anh em nhìn để anh em thấy được cái độ chính xác tuyệt đối của bộ máy này. Anh em đến thử đồ thoải mái anh em nhá, mang luôn quân vị thau đĩa của anh em đến.
Đấy, anh em liên hệ trực tiếp tôi để anh em đến, anh em lấy đồ thoải mái, anh em chơi anh nhé. Đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để giúp cho những anh em thua tha vào bờ một cách an toàn nhất. Anh em bỏ ngay ý định để anh em đi đánh cờ bạc xanh chín đi anh em ạ, bỏ ngay ý định đó đi. Mà bây giờ phải dùng đồ bịp, bịp trực tiếp những con cáo già, những thằng thợ cứng để anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất anh em nhé. Bởi vì thời gian vừa qua chúng nó đã bịp toàn anh em tất cả.